Rồi, Hải xin chào anh em mình ngày mới nha. Nói chung hôm nay là sáng chủ nhật nha. Thì thường thường anh em mình được nghỉ ngơi và có cái khoảng thời gian này là để anh em mình hẹn hò thi đấu nha. Và chúc anh em mình gặp nhiều may mắn và thắng lợi lớn nha. Rồi bây giờ anh em mình xem nha. Này là gì nha? Đây là nhìn vô thì biết liền ha. Đó, đây là tạ nha anh em. Tạ đeo chân cho con gà. Rồi, bây giờ mình vô vấn đề chính nha. Rồi thì có một số anh em nhắn tin cho Hải là yêu cầu Hải làm một cái video hướng dẫn anh em mình đeo tạ cho con gà mình, tập tạ cái chế độ như thế nào là hợp lý nha. Và một số anh em cũng có nhắn tin cho Hải nha, là hỏi Hải là mình có nên đeo tạ cho con gà hay không ha. Thì Hải chúc mừng những anh em này, rõ ràng là những anh em này là chưa có mua tạ về để đeo cho con gà nên mới hỏi vậy ha. Rồi bây giờ mình đi sơ về cái vấn đề tạ nha. Đây là tạ đeo chân cho con gà. Cái thời điểm mình mua cái tạ này á, là một cặp như gì á, là 300 ngàn nha cả nhà. Đó, lúc đó thị trường Việt Nam mình á, là mình chưa thấy ai bán nha. Vô tình mình thấy được á, bên Thái Lan người ta nuôi gà, người ta tập tạ như gì nha. Và sẵn có ông anh thì ổng mua gà Thái ở bển, hay ổng nhập gà Thái về, thì mình yêu cầu ổng là mua thêm cái này đó. Và mua về tới đây một cặp như vậy là 300 ngàn đó. Đó, đây nè. Và 6 cục này là 1 triệu nha. Lý do cái tiền ship nữa là ra 1 triệu bạc cho 6 cái cục này nha. Đó, để vậy mình đeo chân cho con gà, mình tập tạ cho con gà. Tại vì cái thời điểm đó là mình chơi cái con gà lai hơi nặng đó. Đó, lúc đó là Beagle Mỹ nha, lai hay nặng, chân nó cũng cao vàng ha, chân cũng cao. Và mình nghĩ rằng con Beagle Mỹ nó có tốc độ rồi. Thì mình đeo cái cặp tạ này vô ha, mình tập lực cho con gà. Đó. Thì nó đá sẽ rất là tốt. Tại vì cái tốc độ và kết hợp với cái bo đá lực thì mình nghĩ là nó ok nha. Nhưng trên lý thuyết chỉ là như vậy thôi, còn thực tế nó khác xa nha anh em. Đó. Thực tế nó khác xa. Rồi, giới thiệu qua cái phần này luôn. Đây là thời điểm sau này nha, cách đây mình mua khoảng như 3 năm. Thời điểm nó mới ra cái loại mà tạ chì này thôi nha. Thì tạ chì này có hai dạng nha anh em. Nó có một loại là cho gà tre, một loại là cho gà nồi. Đó. Cái gà nồi nè, đó, cái này là gà nồi nó bự nè, còn gà tre thì nó nhỏ hơn nha. Mình nhớ hình như là mình mua thời điểm đó là cái tạ gà tre này á, 120 hay gì đó. Thì còn ở cặp bự này á, là cũng là nó mắc hơn chút nha, nó mắc hơn mấy chục ngàn vậy thôi nha. Lúc thời điểm đó trên thị trường mới có cái tạ mới này nha, mình nghĩ cái tạ mới này nó sẽ là tốt hơn nha. Tại vì mình cũng nghe một số anh em á, là buôn bán tạ, người ta tập vô chân con gà, người ta đeo vô chân con gà người ta và buông ra thì con gà đá bo lớn lắm. Nhưng mình nghĩ cái này là không phải nha, tại anh em nói quảng cáo để anh em bán thôi. Mình cũng mua về mình tập cái loại tạ này á, thì cũng không thấy hiệu quả, mình nên bỏ. Mình nghĩ đó là nó phù hợp với con gà Thái thôi, cho nên mình không xài cái này và mình chuyển qua mình mua cái này ha. Lý do là có một số anh em bán cái này trên mạng và có đeo cái này vô chân con gà, xong rồi cầm con gà đem đi sổ ha. Mình thấy thì đá cái bo quá tốt ha, cho nên mình nghĩ cái này nó phù hợp với con gà của mình, nó con gà lông của Việt Nam mình ha, cho nên mình mua cái loại này và mình xài thì hoàn toàn kết quả nó cũng giống như nhau nha. Và tới đây mình khẳng định luôn một điều là anh em mình đừng bao giờ mua tạ để tập cho con gà nha. Mình nghĩ á, là cái con gà tập như gì nó sẽ tốt nha, nhưng mà thật sự nó không tốt. Đơn giản thôi, anh em mình á, thấy người ta làm thì mình làm theo, và thấy người ta quảng cáo thì mình thấy ok mình cũng làm theo, nhưng mà cuối cùng cái thực chất á, là cái kết quả nó không như mong muốn nha. Thì ở đây mình cũng trải nghiệm thực tế rồi và mình chia sẻ với anh em mình thật lòng luôn nha. Khi mà đeo cái tạ này vô hoặc là đeo cái tạ này vô thì cái con gà mình á, nó đi đứng không còn nhanh lẹ nữa ha. Thì nói chung là nó nặng mà, nó đi đứng không còn nhanh lẹ nữa. Và lúc đầu á, mình đeo á, thì mình tập rất là nhiều cái chế độ nha, từ vài tiếng đồng hồ thậm chí tới nửa ngày, và những con mình thử nghiệm là mình để suốt luôn nha. Nhưng cuối cùng những cái chế độ tập đó hoàn toàn không đem kết quả gì tốt cho con gà nha, mà chỉ có hại con gà thôi. Đặc biệt là cái con gà mình lúc chưa đeo tạ, mình sổ thử con gà mình tốc độ là thí dụ là 8 điểm ha. Nhưng sau một thời gian đeo tạ rồi và mình sổ lại con gà thì mình
rõ ràng mình thấy tốc độ nó còn khoảng 6 hoặc 7 thôi, chung là tốc độ nó giảm xuống. Nhưng mà mình cảm nhận được cái bo đá lực của nó cũng như vậy nha, cũng bình thường như vậy thôi, chứ không tăng được cái lực của bo đá nha. Và một cái nhược điểm nữa là khi đeo cái tạ này vô rồi, con gà nó tới cái thời điểm mà nó đeo lâu, nó quen cái trọng lượng của cái cặp tạ này rồi, và khi nó ra đòn không còn chính xác nữa anh em, đặc biệt là không còn chính xác nữa, mà nó đá nó quơ trên đầu con gà kia không nha, nó đặc biệt là những cái chân đầu, hai hoặc ba chân đầu, một hai ba chân đầu nó đá khơi không nha, đó mà anh em mình biết rồi đó, con gà mà chơi cự sắt, những con gà nào mẻ tịch đâm tịch, chỉ cần hai ba chân thì nó đã giải quyết đối thủ mình rồi nha. Cho nên đeo cái tạ này vô, hãy khẳng định với anh em mình, không có hiệu quả gì, không lợi ích gì, chỉ có hại gà thôi nha. Nhưng mà hãy còn chừa tới giờ, lý do mình mua khá nhiều tiền mà mình bỏ dục bỏ luôn là thấy nó uổng, thôi mình dục vô trong kho đại đó. Nhưng mà hôm nay lại có dịp mà làm clip cho anh em mình luôn nha. Thì anh em mình cũng thấy đó, những cái cục tạ này rất là lâu rồi ha, hãy không xài, thấy cũ nè, rất là lâu rồi. Nếu mà tốt thì hãy đã xài nha, đem ra làm rồi nha, chứ không có mắc gì mà mình bỏ trong kho nghe anh em. Cho nên hãy khuyên anh em, dù tạ này hay dù tạ này, anh em mình cũng không nên xài cho con gà. Đó là thật sự, lời khuyên thật sự của Hải nha. Rồi tới đây thì cái nội dung video Hải kết thúc nha. Tạm biệt cả nhà ha.